này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tưởng thường chẳng phải thường cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tưởng lạc chẳng phải lạc tưởng ngã chẳng phải ngã tưởng tịnh chẳng phải tịnh tưởng viễn ly chẳng phải viễn ly tưởng tịch tịnh chẳng phải tịch tịnh cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát Tu xả bốn niệm trụ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát tu xả pháp môn giải thoát không cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tám giải thoát cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tam ma địa có tầm có từ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tam ma địa không tầm chỉ có từ tam ma địa không tầm không từ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả thánh đế khổ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả thánh đế tập diệt đạo cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả khổ trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tập trí diệt trí đạo trí tận trí vô thượng trí pháp trí loại trí thế tục trí tha tâm trí như thật trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả bố thí ba la mật đa cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện, nếu đại bồ tát tu xả pháp không nội, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạng, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả bậc cực hỷ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả năm loại mắt, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả sáu phép thần thông cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả mười lực phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa